Quý vị thân mến, hôm qua 17 tháng 4 tại Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc tế NECC quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chính thức khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành về máy móc, thiết bị xây dựng, công nghệ khai thác mỏ, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng Contech Việt Nam 2024 và triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam EL Việt Nam 2024 với nhiều hoạt động và nội dung đặc sắc. Thời gian diễn ra triển lãm kéo dài đến ngày 20 tháng 4 là điểm hẹn mong đợi của ngành năng lượng và chiếu sáng. Triển lãm Contech Việt Nam 2024 và EL Việt Nam 2024 được tổ chức với quy mô rộng khoảng 5.000 m2, quy tụ hàng trăm gian hàng từ các thương hiệu hàng đầu với những sản phẩm công nghệ hiện đại, tân tiến trong ngành xây dựng, giao thông và lĩnh vực năng lượng, điện và chiếu sáng. Các doanh nghiệp này đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Israel và Việt Nam. Triển lãm đã thu hút hàng ngàn khách tham quan, đa dạng khách tham quan từ thương mại, các chuyên gia đến những khách hàng cuối quan tâm đến lĩnh vực năng lượng, điện và chiếu sáng. Nổi bật trong các gian hàng tại triển lãm không thể không kể đến Solar Home, giải pháp điện năng lượng mặt trời kết hợp lưu trữ tiên tiến, an toàn hàng đầu thế giới dành cho hộ gia đình, doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Đối với các cái mặt hàng mà về điện năng lượng mặt trời á, so với các cái giải pháp như là máy phát điện chạy diesel, chạy dầu thì rõ ràng là nó tiết kiệm rất nhiều các cái chi phí về vận hành. Cái chi phí đầu tư ban đầu rất là bé, có thể tầm 50 triệu là đã có thể sở hữu một cái hệ thống trong một nhà dân. Thì chỉ tầm 3 đến 4 năm là có thể hoàn lại, thu hồi lại cái số vốn mình đã bỏ ra ban đầu. Mặc dù chi phí có thể cao hơn một ít, nhưng mà về cái vận hành dài lâu thì gần như là không tốn chi phí thêm bởi vì tất cả đều là từ năng lượng mặt trời. Trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tăng giá điện liên tục, cúp điện luân phiên vào mùa nắng chính là những lý do khiến các hộ gia đình, doanh nghiệp muốn đầu tư cho mình giải pháp điện năng lượng mặt trời nhằm chủ động nguồn điện, không bị phụ thuộc khi lưới điện mất, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn. Chống cháy nổ, dễ sử dụng, từ đó giảm chi phí tiền điện mỗi tháng, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và các hoạt động kinh doanh. Làm cái người sử dụng thì tôi quan tâm tới yếu tố an toàn, kỹ thuật, sau đó là chi phí và cuối cùng là yếu tố về thân thiện môi trường. Và quan trọng đó là sau khi chúng tôi có cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hộ gia đình xong thì tôi cũng cần cái sự vận hành bảo trì nó chuyên nghiệp và cam kết trong suốt cái vòng đời sản phẩm mà tôi sử dụng. Với những giá trị mang lại, Contech Việt Nam 2024 và EL Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ cùng hợp tác phát triển vì một xã hội vững bền, cũng như mang đến những sản phẩm giải pháp trong ngành năng lượng và chiếu sáng phù hợp cho từng khách hàng khi đến tham quan triển lãm.